Chào mừng quý vị nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy khoan hai chức năng của hãng Total, công suất là 850W. Đây là dòng máy khoan công nghiệp nha anh em. Đây là cái dòng máy khoan mà mấy hôm nay của cửa hàng mình bán rất là nhiều luôn anh em, với giá khá là mềm luôn. Cái con này chỉ có 690.000 thôi anh em. Rất là rẻ. 690.000 anh em được 850W ha, hàng công nghiệp. Đó. Motor di động 100% rồi, anh em yên tâm đối với những dòng này nha. Dòng điện 224 50 60 Hz, ốc độ quay nó là 2700 vòng một phút. Cái lực búa nó từ 0 đến 43.200. Cái đầu khoan là từ 1.5 đến 13 mm. Có công tắc đảo chiều trái phải, công tắc là có điều tốc nha anh em. Thì nếu mà về nói về gia đình đó, thì mình muốn con này thật sự quá dư anh em, nó vừa mạnh vừa khỏe. Anh em đi công trình cũng ngon ha. Đó. Thì khoan bắn ton nữa chúng ta vẫn xài rất là ngon luôn. Với những cái con này thì mình khỏi nói. Con này bữa nay mình bán rất là nhiều luôn anh em á. Thực sự giá khá là mềm luôn, có 690.000 thôi. Đó. Máy trang bị chúng ta thêm là một cặp chó thang dự phòng ha, sách nhận sử dụng và thẻ bảo hành. Hàng này chính hãng bảo hành chúng ta 6 tháng nha. Trang bị chúng ta là một cái cử nè, cái cử để chúng ta khoan ha, và một cái tay cầm. Tay cầm của hãng Total làm rất là đẹp luôn anh em á. Đó. Một cái máy. Đây. Đây anh em như đây ha. Đó. Đẹp cực kỳ luôn. Thiết kế một cái màu xanh với một cái màu cái này màu màu xám vậy anh em á, nhìn rất là đẹp nhưng mà cái màu xám này rất là dễ dơ. Hai công tắc đảo chiều trái phải nằm bên đây. Anh em á, dòng công nghiệp đó. Chiếc đầu khoan khoan búa ha. Qua đây khoan búa nè, chỗ này khoan. Cái này là máy khoan hai chức năng nha. Nó không có đục không ha, chỉ khoan và khoan búa thôi. Đảo chiều trái phải ha. Đó. Đẹp cực kỳ. Thì mình sẽ cắm điện cho anh em nghe tiếng máy nha. Thì ở trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho anh em cái con này ha, và mình sẽ tháo bung cái máy ra bên trong cho anh em xem, và mình sẽ khoan thử cho anh em xem vào cuối video nha. Đối với những dòng máy khoan này, anh em để chế độ mà nó tháo mũi khoan ra, chế độ đảo chiều á, chế độ mà tháo mũi khoan ra thì motor nó chạy chậm anh em nha. Đó. Dạ. Chế độ đang lấy mũi khoan ra nè, chúng ta gạt qua đây là chế độ gạt qua bên đây á là chế độ khoan vào ha. Rất là nhanh luôn, và nó có điều tốc tại cái này đây, tại công tắc bấm từ từ anh em ha. Ok ha, máy chạy rất là êm. Em phải kiểm tóc này ha. Đó. Với con cái khoan này thôi anh em đi khoan gỗ hay là khoan tường gì ngon lành luôn ha. Gia đình chúng ta mà khoan bê tông ha, ví dụ như gặp những cái trường hợp mà chúng ta khoan bê tông vẫn ok, tôi vẫn khoan ok ha. Nhưng mà nó không phải là chuyên khoan bê tông nha. Nếu mà anh em mà đi chuyên khoan bê tông nhiều, anh em nên dùng cái mua những cái đầu mà được gọi SDS á ha, là chúng ta mới chuyên khoan bê tông. Con này thì chủ yếu là khoan tường rồi nhiều quá ha. Đó. Khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường rồi á là con này xài ngon. Anh em lưu ý ha. Còn nếu mà chúng ta dùng hàng nặng nữa đó thì chúng ta nên xài cái con mà chuyên dụng ha. Rồi, con này giá chỉ có 690.000 thôi nè, hàng chính hãng của Total. Máy ấy trang bị chúng ta một cái đầu mở 13 ly nữa ha. Giờ mình sẽ tháo cho anh em cái máy, anh em coi nha. Máy này là hàng mới mà không có tháo được. Mình sẽ lấy con trưng bày của mình á ha, mình tháo cho anh em xem. Đó, con này giới thiệu ha. Ok. Đây. Đây là cái con mà mình trưng bày bên dưới nè. Ha, bên cửa hàng mình thì bán thì có trưng bày hết anh em á. Nên nhiều lúc mà review cho anh em á, tháo ra này nọ cũng lấy trưng bày ra làm thôi. À, thì cũng tháo ra ráp vô thôi chứ có làm gì đâu anh em ha. Đó. Đây, con này ha. Sáu trăm chín mươi ngàn, 850W ha, rất là ngon luôn. Tay cầm rất là đẹp anh em ha, gắn này đẹp cực kỳ. Đó, tháo ra thôi.
Ok, giờ anh em mình sẽ cùng bung ra cho anh em xem. Bóc cái này mà em chờ chút lấy đồ khử ra mới được. Thì thật sự mà nói với 690 ngàn thì mình thấy khá rẻ đối với dòng này anh em ha, hàng công nghiệp mà chúng ta lại. Đấy ha, đây là nguyên hình hài em nói đây. Wow, đẹp cực kỳ luôn anh em. Cái dòng này là cái trụ ở đây là hai bạc đạn anh em á, hai bạc đạn nè. Rồi wow, cái cụm này mình không nói, cụm này là nguyên khối nhôm đây rồi nè ha. Motor thì dây đồng là anh em yên tâm rồi ha, dây đồng này là anh yên tâm, vậy là dây đồng rồi. Với lại cái loại mà anh em để ý ha, anh em để ý nè, cái dòng mà dòng xịn đó là cái này, là bằng sứ nè, ngay chỗ cái stator này anh em ha, cái stator này ráp này nè, là sứ, thấy không nè, cứng ngắc là thấy không đó, sứ ha. Làm này để nhiều lúc nó giảm cái nhiệt vô cái cánh quạt anh em ha, chứ nó làm mà nhựa vô này là motor nó quay nóng là nó chảy cái cánh quạt liền á. Đây nè anh em không, đồ xịn thì nó có khác hàng công nghiệp mà. Rồi bạc đạn nè, hai cái bạc đạn đây ha. Rồi sáu ra cho anh em xem luôn ha. Nói chung có 690 mà nó làm xịn sò dữ ta. Đây là cái búa nè anh em. Ha, cái búa này nè, cái búa mà nó gõ ha. Đó. Cái đầu ở trên là hai mặt đạn nha, ở dưới đây là mặt thao, ngay chỗ đầu dưới đây nè, cái đầu này là ngay chỗ cái đầu búa nè ha, đó đây là mặt thao, còn trên đây là hai cái mặt đạn ha, đó anh em thấy không. Rồi anh phải rút hai cái giắc ra nữa anh em mới tháo ra được nha, rút hai giắc này gỡ ra hết ra mới được. Thôi anh em xem gì giùm nha. Đó, ồ cái rô to này đút keo nè, anh em thấy không nè, rô to nè. Wow. Đó, để mình rút này ra cho anh em xem luôn. Đó, cái rô to. Cứng quá, nằm chờ chút. Rồi, tiếp thôi. Này. Wow, anh thấy không? Tôi to đút keo đầu trên đây nè anh em ha. Đó, đút keo ha. Cái đầu dưới đây nó cũng có sứ đây nè anh em, ở dưới đây nè. Anh thấy không? Đó, chùm sứ nè. Đút keo nè, anh thấy không? Đó, keo cứng ngắc thấy chưa? Đầu này cũng vậy nè. À. Wow, cái dòng nó rất là xịn luôn. Đây thì bạc đạn đi rồi ha. Có đầu này thì cái chỗ đây thì nó là bạc thao đây anh em ha, ngay chỗ đầu búa nè nha. Đó. Ok, quá đẹp. Và đây là cái stator. Ôi cái đúng rồi. Tám trăm năm quá ha, rất là khỏe, công tắc anh em ha, điều tốc đây luôn, rồi có trang bị đầy đủ cho chúng ta gì ha.
Đó, ba cái sung tùm lum lên nè. Ok ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ ráp vô. Khoan thử cho anh em thôi nhá. Này cũng không đơn giản, anh em tháo ra mình ráp vô thôi nhá. Rồi, anh em chờ xíu mình ráp vô rồi mình đi khoan thử nha. Rồi, tiếp anh em á. Thì giờ mình sẽ khoan sắt cho anh em xem nha. Để sang chế độ khoan ha. Dòng này quan sát nó ngọt lắm anh em ơi. À, lộn, để khoan nha. Ok, nói chung mấy dòng máy công suất lớn này thì nó khỏe lắm. Mình sẽ thử một cái mũi khoan gỗ lớn rồi nha. Khoan này đu cá nè. Ồ, này mũi này cũng mũi 32 ha, cũng mũi này cũ dư ta. Chung mũi này hơi lục mà không có đinh này khoan vô nữa. Rồi đây đi, đây nó không có đinh nè ha. Ngon lành á, mới xài có chút xíu công suất thôi anh em ơi. À, cái mũi khoan này mình mới xài chút xíu công suất thôi chứ chưa xài hết. Anh em thấy cái máy mình quay nó quay chỉ vừa thôi chứ không có nhanh. Này có một con ốc đây, thử đây ha. À, thử đây coi. Máy chạy rất là sướng luôn. Rồi, nói chung khoan gỗ thì chỉ mới có chút xíu công suất thôi, chưa có nhiều lắm. Thử mũi khoan tường ha. Tường thì bê tông thì anh em cứ mua cái mũi khoan này chúng ta mà bỏ chúng ta xài thôi. Này là mũi 8 ly anh em. Chuyển sang chế độ khoan búa ha. Ok, mạnh anh em ha. Mạnh cực kỳ. Cái này là bê tông nha anh em. Bê tông nó có đá đá xanh vậy nè, nó ra chứ không phải là tường. Tường thường anh em khoan nó ra cái bọc màu đỏ ha, này là bê tông. Chung mấy con này thì anh em khỏi phải sợ ha, xài rất là ngon, bắn dít. Chỉ hết ổ khoan ha. Wow, mạnh quá. Cái khoan này nó không có cấp trượt, anh em phải bắn vừa tới thôi nha. Chứ chúng ta kiểu mình là nó không có xuống này là nó lội luôn cái tay mình đó ha. Vừa tới thôi nè, mạnh lắm. Đó ha, vừa tới. Rồi không, anh em chỉnh cái tóc nhỏ lại. Anh em chỉnh tóc nhỏ lại ha. Rồi, ok, chỉ có 690 ngàn thôi,
Và chúng ta có thể mua con máy khoan 850W hàng công nghiệp, khoan rất là sướng luôn em á, mạnh khỏe. Motor mình nó bung máy cho anh em xem bên trong ha, rất là đẹp luôn. Ok, anh em có nhu cầu mua con này thì liên hệ cửa hàng mình, giá là cửa hàng Chu Cường Ship nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.